Xin chào cả nhà, hôm nay mình muốn chia sẻ với cả nhà một cái cách mới để chùi rửa cái lò nướng ở nhà mình cho thật là sạch. Mời cả nhà theo dõi nha. Đó, cái này mình dùng cái cục rửa chén. Rồi bây giờ mình dùng thêm một cái tô nước nóng. Đó là nhớ là phải đeo găng vô nha. Đó, xong rồi mình chà nè, mình thấm vô trong nước. Rồi xong cái mình chà. Nó cũng không có chà mạnh quá, nó vừa vừa thôi. Thì cả nhà sẽ thấy những cái vết dơ nó sẽ bay đi. Cái vết dầu mỡ đó để làm nên thấy nó đóng vào trong cái cục này rất là sạch đó cả nhà. Mình cũng không nghĩ là nó sạch đến như vậy. Ủa, cả nhà thấy nó bóng không? Nhà lấy cái xong cái mình lấy cái khăn sạch đó. Khăn khô sạch xong mình lau đi. Đó, thấy bóng không? Đó, cả nhà thấy nó bóng không? Bóng ngời luôn. Đó, rồi ở trong cũng vậy, nãy là mình lau cái cửa. Bây giờ mình lau ra trong nè. Ở trong mình cũng làm giống như vậy, cái thao tác cũng giống như vậy. Đó, cả nhà thấy không, dễ không? Đó, mình cũng lấy mình cọ nó xong rồi mình cũng lấy cái khăn khô, khăn sạch đó mình lau lại. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Không quên chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.